Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lấy ý kiến tôn tạo tượng Đức Thánh Trần, trả lư hương sao chính quyền không nhận sai trái. Sau buổi họp báo vào ngày 26 tháng 9 năm 2021, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến tới cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 sẽ công bố thiết kế dự án tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng. Theo ông Hải, việc tu sửa, tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo, chỉnh trang công viên Mê Linh đã được Ủy ban Nhân dân quận 1 trình thành phố này vào ngày 28 tháng 6 năm 2021. Nhưng do đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư nên dự án phải dừng lại cho đến nay. Trước đó, vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đã đột ngột dùng xe cẩu lư hương thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở quảng trường Mê Linh mang đi nơi khác, ngay trước khi một số nhà hoạt động dự tính tới dâng hương dưới tượng đài Trần Hưng Đạo để đánh dấu 40 năm xảy ra cuộc chiến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đây là hình ảnh chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cho xe rác đến cạnh lư hương và cùng lúc đưa xe cẩu mang lư hương đi để tránh sự kiện người dân dâng lễ và thắp hương Đức Thánh Trần vào ngày 17 tháng 2 kỷ niệm ngày người Việt Nam đã bị chết dưới sự xâm lược của quân Trung Quốc ở biên giới phía Bắc vào năm 1979. Dù chính quyền đã lên tiếng giải thích, vụ việc vẫn tiếp tục gây đến tranh cãi cho đến nay. Nhiều nhân sĩ trí thức đã lên tiếng yêu cầu trả lại lư hương về vị trí cũ, nhưng thời gian qua đều không nhận được câu trả lời của chính quyền. Bí thư quận ủy quận 1 bà Trần Kim Yến, người ký quyết định di rời lư hương cho rằng, có thể một số người cho đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng quận thấy việc này bình thường. Theo bà Yến, việc đặt lư hương giữa công viên để thờ phụng là không đúng với tâm linh của người dân. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc khi trao đổi với đài FA từ Sài Gòn hôm 27 tháng 9 cũng cho biết ý kiến của mình như sau. Vấn đề xuống cấp sau mấy mươi năm tồn tại của tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thì việc tôn tạo tử tượng, cột cờ, thủ ngữ đến đây dãy bệ súng thần công dọc sông Sài Gòn vân vân là chuyện của chính quyền. Nếu họ thấy cần thiết thu hút khách du lịch hay chỗ vui chơi cho nhân dân thì cũng cần thiết, nhưng vấn đề ở đây là thành phố Hồ Chí Minh vừa kêu gọi nhân dân góp ý cho đề án sửa chữa phủ điêu, trong đó có lư hương, thì tôi nghĩ việc di rời lư hương vào ngày 17 tháng 2 năm 2019 là vì thành phố Hồ Chí Minh lỡ hứa với Trung ương sẽ không để xảy ra bất cứ cuộc biểu tình nào. Như thế là thành phố Hồ Chí Minh đã đánh đồng việc một số nhân sĩ trí thức nhân những ngày tưởng niệm những biến cố của Việt Nam đối với Trung Quốc như ngày 17 tháng 2, 19 tháng 1, 14 tháng 3 vân vân đến đốt nhang lại làm biểu tình, do đó đã cẩu lư hương đi mất. Mới đây vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cũng đã kiến nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trả lại lư hương tại tượng Đức Thánh Trần. Cụ thể, bản kiến nghị nhấn mạnh ba việc chính quyền thành phố cần phải làm là bước đầu chỉnh trang khuôn viên tượng đài Đức Thánh Trần tại quảng trường Mê Linh dọc bến Bạch Đằng, giữ được sự tôn nghiêm vốn có, trả lại lư hương dưới chân tượng đài và an vị đúng vị trí cũ. Và Hội đồng Nhân dân cùng các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức lễ tạ tội với Đức Thánh Trần Hưng Đạo và cầu nguyện cho quốc thái dân an. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ra đời vào năm 2015 với tôn chỉ là tưởng nhớ luật gia Lê Hiếu Đằng, bảo vệ chủ quyền đất nước, lên tiếng phản biện và xây dựng xã hội dân chủ. Đây là hình ảnh nhóm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đứng hàng sau cùng các nhà hoạt động xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hương tại tượng Đức Thánh Trần nhân lễ kỷ niệm 35 năm chống quân Trung Quốc xâm lược vào ngày 18 tháng 2 năm 2014, ảnh do blogger Huỳnh Ngọc Trinh. Trước đó, tác giả Phúc Tiến cũng có bài Nhân dỗ Đức Thánh Trần, cần đặt lại lư hương và tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo, được đăng trên báo Người Đô Thị hôm 17 tháng 9, cho rằng việc di rời lư hương từ tượng đài Trần Hưng Đạo đến đền Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu ở quận 1 là vi phạm các nguyên tắc về kính lễ tổ tiên và anh hùng liệt sĩ. Bài báo của tác giả Phúc Tiến sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi báo Người Đô Thị. Theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, người nào ra lệnh cẩu lư hương đã có một suy nghĩ hết sức nông cạn. Thứ nhất là xúc phạm đến niềm tin, lòng tin, thành kính của nhân dân đối với Đức Thánh Trần. Thứ hai là họ quá xem thường lòng yêu nước của nhân dân. Ông Đinh Kim Phúc đã nêu một ví dụ như sau. Ví dụ, sợ các lực lượng chống đối, phản động cứ kéo đến tượng Đức Trần Hưng Đạo
đốt nhang để tuyên bố một số vấn đề có lý do chính trị thì có 1001 cách để người ta không đến, chứ không phải chỉ có một cách là cẩu lư hương đi. Tôi cho rằng cách này là hạ sách, và trước sự phản ứng của dư luận, bây giờ thành phố phải nghĩ ra một cách để hoàn trả lư hương với một tư thế chấp nhận được giữa nhà nước với nhân dân. Và đừng làm bôi bộ mặt những người đã vẽ ra lệnh, đã phát biểu về vấn đề di rời lư hương. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nghĩ rằng với thông báo của Ủy ban Phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh về tượng Trần Hưng Đạo là một dấu hiệu tốt, là chính quyền biết tiếp thu. Nhưng bên cạnh đó, theo ông Phúc, việc tôn tạo không liên quan chỉ đến ban chống dịch mà lại phát ngôn về vấn đề tôn tạo, chỉnh trang, đặt lư hương ở nơi nào, vân vân. Ông Phúc cũng cho rằng điều này cho thấy chính quyền còn lúng túng trước dư luận xã hội đặt ra chung quanh vấn đề cái lư hương. Đây là hình ảnh toàn cảnh công trường Mê Linh nơi đặt tượng đài Đức Thánh Trần sát bên sông Sài Gòn. Theo ông Đinh Kim Phúc, không có lư hương thì mọi người dân Việt Nam đi ngang qua tượng Đức Thánh Trần hoặc đi ngang bất cứ tượng đài nào của các anh hùng dân tộc Việt Nam thì đều kính cẩn nghiêng mình, thành tâm nghĩ về những vị khai quốc công thần. Những vị đã từng xả xương máu để ra để bảo vệ độc lập, thống nhất, tự do cho nhân dân Việt Nam, chứ không cần phải thể hiện bằng cách cắm một cây nhang ở một nơi nào đó. Trở lại với cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, ông Phạm Đức Hải cho biết, sau khi khởi công cải tạo, chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng, thành phố sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người dân tham gia đóng góp về màu sắc, bức phủ điêu, lư hương của Đức Thánh Trần, v.v. Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ khi trả lời đài FA từ Sài Gòn vào hôm 27 tháng 9, tiếp tục đưa ra nhận định như sau. Nếu mà ai ở Việt Nam đủ lâu thì sẽ thấy cách ứng xử của nhà nước có một cái gì hết sức quen thuộc. Đó là đối với những gì làm không đúng mà đến khi họ sửa thì ít khi trường hợp họ công khai nhận sai lầm. Thường thường nếu có sai cần sửa thì họ sửa nhưng họ cần có cái cớ gì đó nhẹ nhàng hơn. Cái cách mà thừa nhận sai lầm và công khai sửa chữa là cách mà nhà nước Việt Nam không quen. Trường hợp này cũng vậy, là trường hợp tôi cho là tương tự như thế. Có một điểm thuận lợi nhưng không mang tính quyết định, theo phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, đó là người chịu trách nhiệm ở thành phố hiện nay là một thế hệ khác, không dính líu đến những sai lầm của những người trước. Ông nói tiếp như sau. Chẳng hạn vụ rời lư hương về bề ngoài là quyết định của bà Bí Thư Yến của quận 1, nhưng ta đều biết đó là chủ trương của Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân. Đây là hình ảnh Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân và bà Trần Kim Yến, người ký quyết định di rời lư hương Đức Thánh Trần để tránh biểu tình. Bởi vì theo nguồn tin chính thức của báo chí, khi bà Yến báo cáo điều này trong buổi họp của Nguyễn Thiện Nhân, thì ông Nhân không hề có ý kiến phản đối, hoặc là ông Nhân đồng ý, hoặc tệ hơn tức là ông Nhân không thấy vấn đề. Thế hệ mới là ông Nên thì không có sự ràng buộc đó. Giả sử ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn còn làm bí thư thì việc trả lại lư hương là khó hình dung. Tuy nhiên cũng không dễ vì ở Việt Nam thế hệ lãnh đạo trước và sau có nhiều mắc mưu, mà việc sửa chữa này họ phải vượt lên rất nhiều chuyện của họ trong quan hệ cá nhân và cách xử lý với dư luận của xã hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, việc công bố tôn tạo do bị hư hỏng là dịp rất tốt để chính quyền đưa lại lư hương về chỗ cũ. Bởi vì trước đó nhiều người Việt Nam trên trang Facebook cho rằng đang dịch dã như thế này để yên lòng dân, tốt nhất là đem lư hương trả lại. Như ông Tô Văn Trường đã nói rằng, muốn sống đem vôi quét trả lên. Còn trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Lưu Trọng Văn đưa thông tin rằng một người bạn của ông đến thắp nhang ở đền thờ Đức Thánh Trần ở Sài Gòn, bất ngờ thấy Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch thành phố Phan Văn Mãi cũng đến thắp nhang dâng hương lên Đức Thánh Trần. Nhân việc lư hương và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông đưa ra nhận định như sau: lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gồm Bí thư Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Phan Văn Mãi đang có được nhiều cảm tình của dân, không hề liên quan đến việc này vào ngày 17 tháng 2 năm 2019 cẩu lư hương đi. Việc rời lư hương gắn bó với lịch sử linh thiêng của nhiều năm với tượng Đức Thánh Trần đã gây bất an, bất bình trong nhân dân. Những người luôn coi ngài là biểu tượng truyền thống của yêu nước, chống các triều đại Trung Quốc xâm lăng để bảo vệ non sông, gấm vóc của tổ tiên. Cũng phải ghi nhận, lãnh đạo thành phố hiện nay lần đầu tiên công khai đặt vấn đề lư hương của Đức Thánh Trần, đó là tín hiệu tích cực theo chiều hướng an dân. Đây là hình ảnh ông Bí thư Nguyễn Văn Nên mặc áo trắng đứng thứ hai và Chủ tịch Phan Văn Mãi đứng sau ông Nên.
đến thắp hương tại đền thờ Đức Thánh Trần vào hôm 26 tháng 9. Tuy vậy, sai thì phải sửa, không cần thiết phải lấy ý kiến dân làm gì, vì ý dân, lòng dân từ lâu thì đã quá rõ rồi. Nếu cần một cách giải quyết tế nhị liên quan đến danh dự nào đó của lãnh đạo thành phố khóa trước, Bí thư Nên và Chủ tịch Mãi chỉ cần tham vấn Hội Sử học thành phố. Nếu cần thì tham vấn thêm Hội Sử học thành Việt Nam là đủ. Nhà văn Lưu Trọng Văn đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và mặc dù lãnh đạo mới của thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực, tuy nhiên việc dám sửa sai đem trả lư hương cho Đức Thánh Trần là chuyện hy hữu đối với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Cảm xúc về chuyện này, nhà thơ Bùi Chính Vinh có bài viết mang tựa đề "Vậy là không trả lư hương Đức Thánh Trần". Vậy là không trả lư hương cho Đức Thánh Trần. Vậy là chỉ lấy ý kiến nhân dân đóng góp. Vậy là tiếp tục trò chơi cứt trâu để lâu hóa bùn. Dân chửi mỏi mồm rồi cũng im re như thóc. Vậy là tiếp tục để Đức Thánh Trần cô độc. Cô độc đánh nguyên mông, cô độc trước giặc Tàu. Không ai khói nhang, lịch sử buồng tan tóc. Binh thư yếu lược, thiếu người truyền thì tổ quốc còn đâu. Vậy là con nít đi ngang chỉ thấy một ông dâu. Không thấy Bạch Đằng Giang, chỉ thấy tượng đài sám ngắt. Không thấy cọc nhọn xuyên thủng thời gian, chỉ thấy nước mắt trào. Nhớ Trần Quốc Toàn bóp nát trái cam mà muốn khóc. Vậy tức là tay sai cho giặc. Chỉ một cái lơ hương mà ngụy biện đủ điều. Vậy thì nói gì đến chuyện giữ gìn sơn hà xã tắc. Cầm cù cho bọn Tàu đái, nhục nhã biết bao nhiêu. Bùi Chí Vinh, 27 tháng 9, 2021. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021 với bản tin "Lấy ý kiến tôn tạo tượng Đức Thánh Trần, trả lư hương sao không nhìn nhận sai trái". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.